Mọi người muốn tăng cường cái hệ miễn dịch, mọi người cũng uống tỏi đen. Rồi ai mua thì cứ vào cửa hàng chốt nha mọi người, để tôi ghim cái nước ép tỏi đen lên coi nay giá nhiêu nha. Nhiều món mà cũng không nhớ hết giá đâu nha mọi người. Đây, tỏi đen 490 một hộp nha. Nước ép tỏi đen 490 một hộp. Đó, ai mua nước ép tỏi đen mọi người vào cửa hàng chốt nha mọi người nha. Để tôi đi kiếm cái sâm tẩm mật ong nữa nha. Sâm tẩm mật ong. Thôi nó nằm ở đâu rồi nha. Bỏ chồng bỏ chậm nó đâu rồi trời. Còn nhiều món nữa nhưng mà giờ nó nằm đâu rồi. À, đây đây đây, sâm tẩm mật ong này nhà mình nè, một túi là nửa ký nha. Còn mấy cái món nặng nặng quá là biến đem lên đó mọi người. Một túi nửa ký của chú anh chị đang đang có giá rất là tốt nha, chỉ có 890 thôi nha mọi người nha. Chỉ có 890 một túi mà được nửa ký là rất là rẻ nha mọi người nha. Mọi người về mua về là mọi người sắc mỏng ra rồi ăn, ăn lần hai ba lát, ngày mà làm hai ba lần thôi nha. Đó, mà túi nửa ký được 6 củ à. Mọi người về lấy cái dao á, mọi người sắc mỏng ra rồi mọi người ăn thôi. Một túi nửa ký sâm tẩm mật ong, hạn sử dụng là tháng 3 2026, hạn sử dụng đọc ở đây nha mọi người nha, hạn sử dụng đọc đây nè. Mỗi một hãng là mỗi một đợt là nó để cái hạn sử dụng lung tung hết, đi tìm cũng hơi mệt đó mọi người nha. Rồi ai mua sâm tẩm mật ong thì mọi người cứ vào cửa hàng mọi người chốt nửa ký chỉ có 890 thôi. Giá rất là bèo nhèo nha mọi người. Giá rất là bèo nhèo nha. Đó, ai mua sâm tẩm mật ong vào trong cửa hàng. Bây giờ làm sao đưa thêm sản phẩm vô, mọi người mới đưa là có 35 sản phẩm à, nó còn nữa mọi người. Ngũ cốc nhưng mà nước bổ gan à, cái này nữa, sâm tẩm mật ong, kem đánh răng, đây thạch lựu, kẹo sâm, rồi bây giờ lên cho mọi người một số cái sản phẩm nữa nha. Thạch lựu là cái này nha mọi người, thạch lựu collagen nha, cái này là dạng ăn ăn vô vừa khỏe vừa đẹp nha. Đây cô chú anh chị nè, cái này ăn giống như là rau câu con nít vậy đó. Thạch lựu collagen một hộp 30 tép một ngày, là mình ăn một ngày mình ăn một tép nha mọi người. Mọi người ăn một ngày một tép, để ghim cái này lên nha, ghim cái thạch lựu lên nha mọi người. Đó, 490 một hộp nha, 490 một hộp này, một ngày chị em ăn một tép. Ai muốn khỏe muốn đẹp thì ăn thôi, cái lựu này là lá siêu thực phẩm, có nhiều vitamin khoáng chất là tốt cho sức khỏe nha. Một ngày mình ăn một tép thôi, không cần ăn nhiều, ăn sáng xong là mình ăn một tép là được, chua chua ngọt ngọt thơm thơm. Collagen thì giúp đẹp da này, lựu là lắm, cái này nó cũng hỗ trợ mình làm chị em nào mà hơi thừa thừa chất béo đó mọi người. Được, rất béo nha. Trên này nó có nhiều từ không được nói nha mọi người nha, có nhiều từ không có được nói đâu. Đó. À, rồi một hộp là 490 này, cái này nó tốt cho xương khớp luôn, cái lũ á, nó nhiều vitamin khoáng chất là tốt cho cơ thể, tốt cho xương khớp.
Rồi một hộp này là 490 nha. Mình giới thiệu cho mọi người vài sản phẩm nữa rồi xuống nha. Đây. Cái này là ngũ cốc Hàn Quốc nha mọi người. Ngũ cốc Hàn Quốc nha. Cái này là một hộp là nó 50 tép nha mọi người. Một hộp là 50 tép nha. Mọi người uống một ngày là một đến mọi người nếu mà mình thay thế bữa ăn á thì mình uống 2 tép. Còn nếu mình uống buổi xế là mình cứ quậy tép lên là mình uống được rồi nha. Cứ xế là mình quậy tép mình uống. Pha nước nóng là uống ngon nha mọi người. Nó có cái hộp lệnh cận để mình ăn vô mình nhai nó cũng thơm thơm nha. Rồi một hộp là 50 tép là đang giá là 299 nha mọi người nha. Ngũ cốc Hàn Quốc là gồm 5 loại nè. Ốc chó nè, hạt bí nè, đậu phộng nè, hạnh nhân nè và yến mạch nha. Cái này người ta rang lên rồi. Người ta xay ra rồi, nó nhuyễn rồi. Nhưng mà nó có cái hộp đậu phộng hoặc là hạt bí người ta để cho mình cái hạt để mình vừa uống mà mình vừa nhai đó. Nó cũng thơm thơm nha, ngon ngon thơm thơm nha mọi người. Ai mà ăn chay ăn kiêng á, mọi người có thể mua cái loại này mọi người bổ sung vào trong cái thực đơn của mình. Hoặc là những người nào mà hay đói bụng á là mình cứ lần quậy lên một gói là mình uống thôi nha. Rồi ai mua thì mọi người vào cửa hàng chốt nha. Còn đây là lên cái nhà mình cái hộp này nha. Cái hộp này là cao hồng sâm. Cao hồng sâm 365 nha. Một cái hộp này nó có hộp 4 lọ, nó có hộp 2 lọ nha mọi người. Hộp có hộp 4 lọ, cái hộp 2 lọ nha. Cái hộp 4 lọ thì hôm nay giá là 999, còn hộp 2 lọ là giá 300 nha mọi người. Mọi người mua 4 lọ bây giờ này cũng lợi hơn là mua cái 2 lọ nha. Hình như là có trong đó có bán lẻ một lọ nữa mọi người nha. Có bán lẻ một lọ nữa đó. Một lọ là 300. Mọi người xem kỹ trong cửa hàng đó nha. Có bán lẻ một lọ, có bán 2 lọ và có bán 4 lọ nha. Mọi người mua 4 lọ thì bao giờ nó giá nó cũng tốt hơn là mình mua lẻ nha mọi người. Đó. Một hộp 4 lọ, mọi người cứ một ngày là mọi người múc 2 muỗng. À cái muỗng này nè mọi người, múc 2 muỗng rồi quậy lên nước lên mình uống thôi. Một lần 2 muỗng hàng ngày 2 lần. Sáng lần chiều lần đi ha. Uống cho nó khỏe nha cô chú anh chị. Đó, mọi người mua sâm nấm, đông trùng hạ thảo, tinh dầu thông đỏ. Nói chung là các sản phẩm Hàn Quốc. Đó, trong cái cửa hàng của mình nó khoảng tầm 60 sản phẩm đó. Còn ngoài những cái sản phẩm trong đó mọi người muốn mua sản phẩm khác thì mọi người liên hệ trên cái màn hình đó nha. Trên cái màn hình mọi người đang thấy đó.